Mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở nhà của chị Hiền ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi nha, để thú nè. Giá thì mềm ha, mong miệng hồn cho chị Hiền ha. Số cây lắc lử luôn, để cộng to lực. Rồi, chào chị. Em chào anh Tâm với chào toàn thể cô chú anh chị em mình trên toàn quốc ha. Hôm nay em cũng có một số mai giáo Thủ Đức giao lưu cùng cô chú anh chị em mình ha. Em ở ấp Long Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại thì 0918818355 cũng là số Zalo của em ha. Hình thức thì em cũng bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cô chú anh chị mình nhận cây thì trồng giùm em ha, nhớ tưới nước giùm em nha. Có nhiều khách nói trời ơi trồng gì mà không có tưới nước không, mà em không bao cây nổi nha cả nhà. Em đi vào cây đầu clip của mình là cây mã số 121 ha. Cao là 28, hoành là 19. Rồi. Giá là 550.000. Rồi, 550 ha. Cây 122, cao là 19, hoành là 15. Giá là 300.000. À, 300 thôi. Cây nào thì em cũng bao ship cho cô chú anh chị em mình hết nha. Cây 123, cao là 24, hoành là 20. Giá là 300.000. Rồi, 300. Cây 124, cao là 19, hoành là 17. Giá là 600.000. 600. Cây 125, cao là 19, hoành là 17. Giá là 450.000. Rồi, 450. Cây 126, cao là 27, hoành là 19. Giá là 800.000. 800. Cây 127, cao là 28, hoành là 20. Ơi vậy bỏ ngay đó đi. Bỏ luôn. Giá là 650.000. Rồi, 650 ha. Cây 128, cao là 18, hoành là 19. Giá là 400.000. 400. Cây 129, cao là 40, hoành là 11. Anh qua cái cầu lọ, anh chạy qua cái cầu lọ, cái tới cái con cái ngã ba mấy mình tay trái bỏ ngã ba lên cái ngã ba thứ hai, thằng quẹo vô. Giá là 300.000. Anh tới ngã ba thứ hai á. Cây 130, cao là 24, hoành 10. Giá là 200.000. 200. Cây 131, cao là 24, hoành 9. Giá là 170.000. 170. Cây 132, cao là 32, hoành 7. Giá là 120.000. 120.
Cây 133. Cao là 26. Hoành là 12. Có yếu tí xíu à. 101 thì còn 102 bán rồi đó. Giá là 220.000. Rồi 220. Cây 134, cao là 29. Hoành 10. Giá là 100.000. Rồi 100.000. Cây 135. Cao là 17. Hoành 8. Dạ, anh cho anh xin địa chỉ em. Giá là 100.000. Rồi 100.000. Cây 136, cao là 16. Hoành 8. Giá là 90.000. Cây 137, cao là 24. Hoành 8. Giá là 100.000. Rồi, 100.000. Cây 138. Cao là 28. Hoành là 20. Dạ alo. Giá là 400.000. 400. Cây 139. Cao là 36. Hoành là 20. Giá là 400.000. 400. Cây 140. Cao là 38. Hoành là 21. Giá là 500.000. 500. Cây 141. Alo. Cao là 27. Hoành là 14. Giá là 250.000. Rồi 200. Cây 142. Cao là 27. Hoành 8. Không có nó tới anh rồi mà giờ không có shipper giao á. Chắc ngày mai mới làm việc lại, ngày mai chắc có điện anh. Dạ dạ, cây với tất cả các cây em gửi đi hết rồi. Giá là 100.000. Rồi 100.000. Cây 143. Cao là 30. Hoành là 22. Giá là 500.000. 500. Cây 144. Cao là 28. Hoành là 15. Giá là 300.000. Rồi 300. Cây 145. Cao là 27. Hoành là 20. Rồi, lũ ha. Nó bị lũa ở đây nhưng mà nhiều nó liền rồi ha. Giá là 300.000. 300. Cây 146. Cao là 32. Hoành là 26. Giá là 500.000. 500. Cây 147. Cao là 40. Hoành là 25.
Giá là 500 ngàn. Rồi, 500. Cây 148, cao là 26, hoành là 22. Giá là 350 ngàn. Rồi, 350. Giảm nghe anh. Cây 149, cao là 36, hoành là 17. Anh chạy vô mấy trăm mét, anh chạy cái tới có cái ngã ba. Vô tới có cái ngã ba quậy xuống mà anh không quậy xuống, anh chạy tới một tí xíu. Dạ. Giá là 500 ngàn. Tới cái ngã ba tí xíu là cái nhà, bên tay trái cái nhà thứ hai. Cây 150, cao là 15, hoành là 20. Thì điểm ở ngoài là nhà của thằng em á, anh hỏi đó, họ đó chỉ xuống chỗ trong nền đó là chỉ xuống à. Giá là 450 ngàn. 450. Chạy đi. Cây 151, cao là 33, hoành là 20. Dạ, nhà có việc. Giá là 500 ngàn. Rồi, 500. Cây 152, cao là 15, hoành là 15. Đấy, thú nè. Giá là 300 ngàn. 300. Cây 153, cao là 30, hoành là 14. Giá là 200 ngàn. Cây 154, cao là 25, hoành là 14. Giá là 250 ngàn. Rồi, 250. Cây 155, cao là 30, hoành là 22. Giá là 350 ngàn. 350. Cây 156, cao là 30, hoành là 19. Giá là 350 ngàn. 350. Cây 157, cao là 25, hoành là 18. Rồi, giấy thú luôn. Giá là 400 ngàn. 400. Cây 158, cao là 24, hoành là 15. Giá là 350 ngàn. Rồi, cây 159, cao là 40, hoành là 24. Giá là 400 ngàn. 400. Cây 160 cũng là cây cuối clip của em ha. Cuối clip ha. Cao là 28, hoành là 17. Ngày đó là cha giá là 300 ngàn. 300. Cuối cùng em cảm ơn anh Tâm với cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Em rất mong cô chú anh chị em mình tiếp tục ủng hộ em trong thời gian tới. Em cảm ơn nhiều luôn ha. Rồi, cảm ơn người đã xem hết video ha. Rất mong người ủng hộ cho chị em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.